Chào các bạn, trong video này mình sẽ cùng các bạn mở hộp cũng như là tìm hiểu chi tiết một bình sữa thủy tinh đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng, đó chính là Nu. Cái bình sữa thủy tinh này thì mình đặt mua ở trên Shopee với cái giá hình như nó vào khoảng gần 200.000 thì phải. Bây giờ thì trước khi mở hộp và tìm hiểu, chúng ta hãy tìm hiểu cái vỏ bên ngoài của nó đã nhá. Như các bạn nhìn thấy thì cái bình sữa này nó được đóng gói một cách khá là đặc biệt, nó không được đựng trong hộp mà nó có một dạng treo như thế này. Đó. Chúng ta hãy tìm hiểu cái phần phía trước của nó đã nhá. Cái điểm nổi bật nhất ở phần phía trước này, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó, tức là cái bình này được sử dụng cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi này. Điểm nổi bật thứ hai đó chính là cái núm vú này. Các bạn có thể nhìn kỹ vào đây, cái núm vú này nó làm từ cao su nhá các bạn nhá. Latex này có nghĩa là được làm từ cao su tự nhiên này. Ở đây là glass, tức là cái thân của cái bình sữa này được làm bằng thủy tinh nhé, chứ không phải bằng nhựa như các bình sữa thông thường khác. Còn ở dưới này thì có một số thông tin được ghi bằng tiếng Anh. Ví dụ như cái này hình như là mình đoán nó là chống đầy hơi này. Này là gì thì mình không rõ, còn ở đây là sản xuất tại Đức và không chứa BPA. Nó không làm bằng nhựa mà thì rõ ràng là BPA nó không có rồi. Còn ở mặt phía sau này ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là mức dung tích của bình này, 120ml này. Ở dưới này thì nó có in một số cái đặc điểm nổi bật của cái núm vú Nu. Đấy, cái núm vú này rất là đặc biệt nhá. Còn nó đặc biệt như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đây là một cái tem. Cái tem này chính là cái phần mà cái nhà phân phối tại Việt Nam người ta dán thêm. Trên này thì các bạn có thể tìm hiểu được một số thông tin, ví dụ như là cách sử dụng này, chất liệu này, dung tích này, hạn sử dụng này. Và mặt bên này thì nó chính là cái xuất xứ cũng như là địa chỉ liên hệ. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra để xem là cái bình sữa này nó có cấu tạo như nào nhá. Ở dưới này nó còn một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa các bạn ạ. Đây. Đấy, tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nghe chừng nó cũng khá là dày và nhiều chữ đó. Wow. Điểm đặc biệt của cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này đó chính là nó có rất nhiều thứ tiếng các bạn ạ. Mình đếm sơ qua ở đây nó cũng phải tới mười mấy thứ tiếng đấy. Tuy nhiên thì rất tiếc là nó không có tiếng Việt. Bây giờ thì sẽ tìm hiểu cấu tạo của cái bình sữa Nu này. Đầu tiên ấy, đó chính là về chất liệu. Thì cái thân bình này được làm bằng thủy tinh nhá. Bằng thủy tinh này. Dung tích là 120ml với độ chia nhỏ nhất là 10ml. Còn cái phần chụp này thì chắc chắn là bằng nhựa PP rồi. Đây, các bạn có thể nhìn kỹ vào cấu tạo bên trong của cái bình này. Cái bình này nó có dạng cổ rộng nhé, cho nên là rất dễ vệ sinh. Và đặc biệt là thủy tinh thì bao giờ cũng dễ làm sạch hơn và không bị bám mùi như là nhựa. Nên nếu mà xét về độ bền và khả năng chịu nhiệt thì mình nghĩ thủy tinh cũng tốt hơn. Chỉ có điều là cái chất liệu bằng thủy tinh này nó có một cái hạn chế rất là lớn, đó chính là nó nặng. Nó nặng hơn rất nhiều so với lại bình bằng nhựa và nó rất dễ vỡ. Nếu như mà bạn nào mua cái bình bằng thủy tinh về cho bé sử dụng ấy, thì kể cả là bé đã cầm được để bú rồi thì các bạn cũng không được phép cho bé tự cầm cái bình này để bú, mà các bạn phải cầm cho bé nhá. Một lưu ý rất quan trọng. Cái núm vú của Nu này nó rất đặc biệt. Cái núm vú đi theo kèm với cái bình này ấy, đó chính là cái núm vú được làm từ cao su. Đặc tính của cao su ấy thì nó mềm hơn và tạo cảm giác thật hơn so với lại silicone. Tuy nhiên khi mà xét về độ bền ấy thì nó không được bền bằng núm vú được làm bằng silicone nhé. Các bạn có thể quan sát kỹ cái núm vú này. Như các bạn có thể nhìn thấy ấy, là cái núm vú này nó có cái hình dạng bất đối xứng. Nó không giống như đại đa số các núm vú đến từ những cái thương hiệu khác. Tí nữa thì mình sẽ so sánh nó với những cái thương hiệu nổi tiếng khác để các bạn nhận ra được cái sự bất đối xứng này nó như nào. Thì cái núm vú này của Nu được gọi là núm vú chỉnh nha. Từ năm 1940, khi mà hai nhà sức khỏe răng miệng hàng đầu của Đức ấy, phát minh ra cái núm vú này ấy, thì mục đích của nó là để bảo vệ nếu lợi cũng như là cung hàm của trẻ, để tránh cái hiện tượng là hàm răng của trẻ nó bị mọc lệch. Và cái núm vú này ấy, thì cũng có những cái phiên bản được làm bằng cao su ấy. Tuy nhiên thì ở đây thì mình đặt mua thì nó không có, mà mình đặt mua cái loại xin lỗi các bạn, cái núm vú Nu này thì cũng có những cái phiên bản được làm bằng silicone. Tuy nhiên thì cái bình mà mình đặt mua này nó không được làm từ silicone. Về tốc độ của núm vú này ấy, thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây là nó ghi rõ ở đây rồi.
đó chính là dành cho trẻ từ 0 cho đến 6 tháng tuổi, tức là các bạn có thể dùng cho trẻ sơ sinh này cho đến khi trẻ được 6 tháng tuổi. Còn nếu như mà trẻ lớn hơn 6 tháng tuổi thì mình nghĩ các bạn nên thay thế cái núm vú này bằng một cái núm vú silicone có tốc độ chảy cao hơn để phù hợp với việc cho ăn bằng thức ăn đặc hơn. Các bạn có thể nhìn kỹ vào đây thì cái núm vú này trên này nó có in dòng chữ là Made in Germany, được sản xuất tại Đức đấy. Tháo núm vú này ra cũng rất dễ dàng. Cái cảm giác khi sờ núm vú này rất là mềm, cực kỳ mềm các bạn nhé, mềm mà nó cho cảm giác thật hơn rất nhiều so với lại cái núm vú bằng silicone. Ở trên cái núm vú này nó có một cái van thông khí ở đây, các bạn có nhìn thấy cái van này đó, cái này là van thông khí, nó chỉ có một van nằm ở đây thôi và cái van này nó hoạt động cũng khá là hiệu quả. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành so sánh cái bình sữa đu bằng thủy tinh mà mình đang có ở đây với những cái bình sữa đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều cái bình sữa đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và giờ thì chúng ta sẽ tiến hành so sánh nó với cái bình sữa của Nu mà mình đang có ở đây để xem là chúng có những đặc điểm gì nổi bật, ưu nhược điểm gì ra sao và bình sữa của Nu này có thực sự tốt không nhé. Đầu tiên là hãy so sánh với bình sữa đến từ một thương hiệu Nhật Bản, đó chính là Pizion. Bình sữa được coi là thần thánh tại Việt Nam. Xét về mặt chất liệu ấy, thì cái bình sữa Pizion mình đang có ở đây nó được làm từ nhựa PPSU, một chất liệu nhựa rất cao cấp chuyên dùng trong y tế. Nó có cái khả năng chịu nhiệt độ rất là tốt và không chứa các chất độc hại. Nếu mà để mình đánh giá ấy, thì mình sẽ đánh giá cái bình sữa của Pizion này có chất liệu tốt hơn. Mặc dù là thủy tinh của Nu này cũng rất là bền, rất là an toàn, nhưng tuy nhiên thì nó nặng và nó dễ bị vỡ. Khi mà chúng ta so sánh về khả năng vệ sinh ấy, thì mình nghĩ là hai bình sữa này cũng tương đương nhau thôi, bởi vì chúng đều có cổ rộng. Đây các bạn có thể nhìn thấy chúng đều có cổ rộng. Và nếu mà xét về khả năng dễ vệ sinh thì mình lại cho cái bình sữa của Nu điểm cao hơn, bởi vì nó bằng thủy tinh mà, cho nên là cái khả năng mà làm sạch cũng như là chống mùi của nó tốt hơn so với nhựa. Đây đến phần quan trọng nhất, đó chính là núm vú. Núm vú của cái bình Pizion mà mình đang có ở đây được làm từ silicone. Và thực sự nếu mà xét về độ mềm ấy, thì nó chỉ thua kém so với Nu đôi chút thôi, đôi chút rất là nhỏ thôi. Van thông khí thì cả hai đều sử dụng van thông khí đặt ở cạnh núm vú đây của Pizion thì nó nằm ở đây các bạn nhé. Còn xét về cái độ thật ấy, thì mình đánh giá cái bình sữa của Nu cao hơn. Cái bình sữa của Pizion cũng có một cái độ thật rất là tốt nhé, bởi vì như các bạn có thể nhìn thấy là cái phần này nó được làm nhám này. Đấy, cảm giác giống như là sờ vào da thật ấy. Khi em bé bú thì cái phần môi và má sẽ chạm vào cái phần này. Đấy, cho nên là nó tạo ra cái cảm giác cũng khá là thật. Còn về cái hình thái học ấy, thì đây các bạn có thể nhận biết rõ cái núm vú của Nu nó bất đối xứng như mình nói trước ấy. Đấy, cái hình dáng bất đối xứng này của nó, còn cái núm vú của Pizion thì nó tương tự như những núm vú truyền thống thôi. Cho nên là nếu mà để đánh giá được núm vú ấy thì mình nghĩ là Nu sẽ là người chiến thắng. Bây giờ chúng ta hãy so sánh nó với bình sữa của Kumotomo nhé, một thương hiệu đến từ Mỹ và cũng đang rất được ưa chuộng hiện nay bởi các chị em. Đầu tiên là xét về chất liệu làm thân bình, rõ ràng thì điểm này mình đánh giá Kumotomo cao hơn và mình sẽ cho điểm nó cao hơn. Thứ nhất là nó được làm bằng silicone rất là mềm. Đấy. Thứ hai là cái mặt bên ngoài này nó được làm tạo một cái cảm giác nhám nhám sờ vào giống như là sờ vào da thật ấy. Và khi xét về khả năng dễ vệ sinh ấy, thì cái bình sữa của Kumotomo này cực kỳ dễ vệ sinh, đơn giản là bởi vì cái miệng, cái cổ bình của nó rất là rộng và các bạn có thể cho tay dễ dàng này. Đấy, nó không có những cái gờ như là cái bình thủy tinh của Nu. Khi xét về núm vú và hệ thống van thông khí ấy, thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái núm vú của Kumotomo này nó có đường kính rất là lớn và nó cũng khá là mềm. Tuy nhiên thì nếu mà so về độ mềm ấy, thì nó thua kém so với lại Nu một chút. Còn về van thông khí ấy, thì cái Kumotomo nó có hai van thông khí ở hai bên như này. Đấy. Còn của Nu chỉ có một thôi. Xét về mặt thị giác thì rõ ràng là hai thì sẽ nhiều hơn một rồi. Tuy nhiên thì nếu mà xét về mặt hiệu quả thì mình nghĩ là chúng cũng tương đương nhau thôi. Chỉ có điều là cái núm vú này nó có cái đường kính rất là lớn, cho nên là cái khả năng mà đánh lừa thị giác của em bé khá là tốt. Nó trông giống với núm vú bầu vú của mẹ hơn. Đấy. Còn nếu mà xét về mặt hình thái học thì rõ ràng Nu lại là kẻ chiến thắng. Cho nên nếu mà để mà đánh giá về cái núm vú thì mình nghĩ là bình sữa của Nu vẫn nhỉnh hơn một chút, đặc biệt là cái khả năng mà bảo vệ lợi cũng như là cung hàm của em bé. Bây giờ là so sánh đối với bình sữa Playtech. Các bạn có thể nhìn thấy rõ đó chính là cái bình sữa Playtech mà mình đang có ở đây là cái bình sữa rất là đặc biệt, bởi vì là nó có thiết kế cổ nghiêng. Đấy. Thì khi mà em bé bú ở tư thế đứng ấy, thì các bạn sẽ cầm bình sữa như này thì sữa sẽ luôn luôn đầy vào trong cái núm vú này.
từ đó là hạn chế đến mức tối đa cái hiện tượng mà em bé nuốt về không khí. Đặc biệt khi mà so sánh về cái hệ thống van thông khí ấy, thì bình sữa của Playtech lại là người chiến thắng, bởi vì là nó có một cái van thông khí nằm ở đáy bình này, thì nó sẽ không tạo ra cái hiện tượng bọt khí đi lên. Đấy, ví dụ như mà van thông khí đặt ở đây ấy, thì khi em bé bú thì bọt khí nó sẽ đi lên từ dưới này lên, nhưng mà nếu mà đặt ở dưới đáy bình này này thì sẽ không có bọt khí. Còn xét về mặt chất liệu ấy, thì cái bình sữa Playtech này được làm từ nhựa PP cao cấp. Đấy, nó nếu mà so sánh với thủy tinh ấy, thì nó không có cái độ bền như thủy tinh, tuy nhiên thì nó lại nhẹ hơn. Nhẹ hơn, cái này thì các bạn phải đánh đổi thôi, không có cái gì là toàn diện hết 100% cả. Còn xét về khả năng dễ vệ sinh thì rõ ràng là cái bình sữa của Nu này dễ vệ sinh hơn rất nhiều, bởi vì cái bình sữa Playtech này nó có rất nhiều chi tiết và góc cạnh ở trên thân bình. Nói về núm vú ấy, thì núm vú của Playtech cũng rất là mềm, rất là mềm. Nếu mà đem so sánh với lại những cái thương hiệu bình sữa sử dụng cái núm vú silicone khác ấy, thì núm vú của Playtech cũng khá mềm. Tuy nhiên là nếu mà đem so sánh với lại bình sữa của Nu mà sử dụng núm vú bằng cao su này thì rõ ràng là nó cứng hơn khá là nhiều, cảm nhận được rõ rệt luôn các bạn. Cho nên là mình sẽ đánh giá cao cái núm vú của Nu hơn. Đây là sự đánh đổi thôi các bạn nhé, không có cái gì là toàn diện hết. Các bạn chọn những cái bình sữa hiện đại rồi phức tạp thì rõ ràng là việc vệ sinh nó sẽ khó khăn hơn. Bây giờ sẽ đến một thương hiệu khác cũng đến từ Mỹ, đó là Dr. Bro. Cái bình sữa Dr. Bro này thì nó có thiết kế là cổ hẹp, cổ của nó hẹp như này, cho nên là thân nó thon và dài hơn. Đấy, các bạn có thể nhìn rõ này. Thế nên là cái việc mà các em bé cầm để tự bú thì dễ dàng hơn rất nhiều, dễ dàng hơn rất nhiều so với lại những cái bình sữa cổ rộng, và đặc biệt là so với lại cái bình sữa thủy tinh thì cái việc cầm nắm này, bình sữa cổ hẹp này bằng nhựa PP sẽ dễ hơn rất nhiều. Còn nếu mà so sánh về cái hệ thống van thông khí thì rõ ràng Dr. Bro là người chiến thắng. Cái bình sữa của cái thương hiệu này sở hữu cái hệ thống van thông khí gọi là tân tiến nhất trên thị trường hiện nay đó. Các bạn có thể tưởng tượng ra là không khí nó sẽ đi vào đây, sau đó đi qua cái ống thông này rồi nó đi lên đáy bình, nó cũng sẽ không tạo ra cái hiện tượng bọt khí giống như những cái van thông khí đặt ở núm vú như này. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là cái van thông khí của Dr. Bro này nó sẽ giúp hạn chế đến mức tối đa cái khả năng hao hụt cái lượng vitamin A, C và E có trong sữa. Còn nếu mà chúng ta xét về cái khả năng dễ vệ sinh ấy, thì mình nghĩ là bình sữa Nu cổ rộng và bằng thủy tinh sẽ dễ vệ sinh hơn so với lại bình sữa cổ hẹp mà lại bằng nhựa như thế này. Nói về núm vú ấy, thì mình xin phép dành cái chiến thắng này cho bình sữa của Nu về cái thiết kế của nó. Còn nếu mà nói về độ mềm ấy, thì mình nghĩ là Dr. Bro cái núm vú của họ cũng rất là mềm, mềm hơn so với Playtech. Cái độ mềm của nó cũng phải tương đương với lại Pizion hoặc là Komotomo đấy. Tuy nhiên thì vẫn xua kém một chút rất là nhỏ so với Nu rồi. Bây giờ chúng ta hãy so sánh với bình sữa đến từ Avon Philips. Các bạn có thể nhìn thấy đó chính là cái thiết kế của hai cái bình sữa này nó khá tương tự nhau, nó chỉ khác nhau ở một chỗ, đó chính là chất liệu của Nu là bằng thủy tinh, còn của Avon Philips thì nó bằng nhựa. Việc chọn là thủy tinh hay nhựa thì tùy thuộc vào nhu cầu của bạn nhé. Nếu mà bạn muốn vệ sinh nhanh chóng, độ bền tốt thì các bạn dùng Nu, tuy nhiên thì các bạn phải cầm để cho em bé bú, còn các bạn muốn cho em bé tự cầm thì lựa chọn bằng nhựa, chẳng hạn như Avon Philips chẳng hạn. Đây, cổ của cả hai đều rộng nhé. Cả hai đều cổ rộng cho nên là cái việc mà đưa cái bàn chải vào thì cũng tương tự như nhau thôi. Còn khi xét về núm vú ấy, thì mình nghĩ là núm vú của Avon Philips này cứng hơn khá là nhiều. Đặc biệt là cái dòng này lại là dòng classic nữa, cho nên là cái độ cứng của nó cũng khá là lớn. Còn xét về hình thái ấy, thì rõ ràng là cái chiến thắng lại là Nu rồi nhá. Cái thiết kế bất đối xứng này là độc quyền trên thị trường luôn. Còn về van thông khí ấy, thì cả hai đều có van thông khí nằm ở cạnh núm vú. Của cái bình sữa Avon Philips này thì nó nằm ở đây, cái độ thông khí của nó rất là nhỏ, cho nên là mình có thể không cho các bạn xem đây này, nó nằm ở khu vực này, cực kỳ là nhỏ đây thôi. Cho nên là hai cái bình này khá tương đồng với nhau, khá tương đồng với nhau về mặt thiết kế của thân bình. Thế tuy nhiên thì núm vú thì rõ ràng là Nu lại là người chiến thắng rồi. Bình sữa cuối cùng mà mình muốn so sánh với các bạn đó chính là một cái bình sữa đến từ thương hiệu Medela. Cái bình sữa Medela mình đang có ở đây có dung tích rất là lớn, tận 250ml cơ. Và nó cũng có cái thiết kế tương đối là truyền thống, đó chính là cổ hẹp và núm vú cũng thuộc dạng truyền thống. Nhưng mà nếu mà nói về độ mềm của núm vú ấy, thì
Mình thấy cái núm vú của Medela này mềm hơn cái của Avantilip vừa rồi, tuy nhiên thì rõ ràng là nó vẫn cứng hơn so với lại của Nung. Cái bình sữa của Medela mình có ở đây ấy, thì nó không đại diện cho cái thương hiệu này, bởi vì cái thương hiệu này nó có rất nhiều những loại bình sữa đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh vú yếu này, rồi dành cho trẻ bị dị tật sứt môi hở ấm ếch, cho nên là cái so sánh giữa hai cái bình sữa này chỉ mang tính chất là tương đối thôi. Đấy, các bạn tùy các bạn lựa chọn. Đặc biệt là cái bình sữa Medela này mà mình đang có đây, cái mức giá của nó rất là rẻ, nó hình như nó chỉ gần 100.000 thôi thì phải. Chính cái sự đơn giản ấy nó lại tạo lên cái sự đặc biệt, bởi vì là đơn giản thì bao giờ cũng dễ dùng, rồi dễ vệ sinh, rồi nó đem đến một cái trải nghiệm sử dụng nhanh chóng và thuận tiện hơn so với những cái loại mà nó có quá nhiều cái thứ hiện đại và những tính năng mới. Tổng kết lại thì mình có thể đánh giá được cái bình sữa Nu này, xét về mặt thiết kế thân bình, rồi chất liệu thân bình thì cũng không có gì quá nổi bật cả. Nếu mà bạn nào muốn lựa chọn bình sữa thủy tinh hiện nay mà mua tại Việt Nam ấy thì chỉ có thể lựa chọn của Nu thôi, bởi vì chỉ có mỗi cái thương hiệu này nó bán phổ biến tại Việt Nam thôi. Còn Aven Philips thì cũng có bình sữa bằng thủy tinh, tuy nhiên thì không được bán phổ biến tại Việt Nam. Còn những cái thương hiệu khác mà mình vừa nói đến ở trước ấy thì toàn bộ nó đều được làm bằng nhựa hoặc silicone hết, thủy tinh là không có. Còn nếu mà xét về mặt thiết kế của bình sữa thì cũng chỉ là loại cổ rộng thông thường thôi, chứ cũng không phải là có gì đặc biệt giống như là cái loại cổ nghiêng cả. Và nếu mà các bạn muốn mua bình sữa của cái thương hiệu này ấy, mà lại cổ hẹp thì họ cũng có, nhưng mà cũng không bán phổ biến tại Việt Nam đâu. Cái điểm đặc biệt nhất của bình sữa Nu đó chính là cái núm vú. Nó có thiết kế bất đối xứng và cái độ mềm cực kỳ là tốt. Cái núm vú này thì nó giúp bảo vệ lợi này cũng như là cung hàm của em bé rất là tốt. Theo những nghiên cứu đánh giá của các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe răng miệng ấy, thì những cái núm vú bất đối xứng của Nu này giảm thiểu đến mức tối đa cái khả năng mà em bé mọc răng bị lệch hay là bị vẹo. Trên đây là những cái video đánh giá và chia sẻ của mình về bình sữa thủy tinh Nu 120ml. Mong rằng những cái chia sẻ trong video này của mình có ích với bạn. Nếu mà bạn nào muốn mua thì có thể tham khảo giá và địa chỉ bán uy tín mà mình để dưới phần ở mô tả video. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.